À, đây là cái cách để mình thay một cái kênh YouTube để xác nhận để làm được cái nguồn tin tức có chữ nha. Và bây giờ mình sẽ xóa, cái đầu tiên là xóa khóa chọn. Rồi xóa thành công. Ở đây không còn một cái kênh YouTube nào hết. Thì mình sẽ phải ra ngoài kênh YouTube để mình tìm một cái kênh YouTube. Đây mình vô cái kênh Quang Vlog. Rồi, ở đây. Mình chọn một cái URL này. Copy nha. Xong bỏ qua đây. Mình nick vô thêm mới. Nó kêu là ID kênh. Rồi. Rồi, dễ nhớ. Đặt tên gì cũng được. Quang Vlog. Rồi, cái kiểu câu hình này mình sẽ cho nó chạy là kiểu trôi ảnh từ dưới lên, hay là ảnh này slide, giọng đọc nè, hình ảnh sub nè, hình ảnh slide đọc sub này thôi. Rồi cái API này nó có gồm nhiều phần đó, giọng đọc thì rất là nhiều. Trên đây là của fpt.ai ha, thì bạn chọn cái nào cũng được. Rồi mình chọn Lan Nhi đi, giọng miền Nam đi, Lan Nhi Hà Tiếu Mai với giọng thường xuyên nè, Lan Nhi. Rồi tiếp đến mình sẽ đây những phần này mình để mặc định nha. Ghép vào đầu. Rồi cập nhật. Đó, bây giờ nó cập nhật rồi. Bây giờ là mình sẽ thử tìm một cái bản tin về sức khỏe đi. Bản tin. Giờ mình làm về sức khỏe. Vô mấy báo chính thống mà, vô mấy web này. Vô mấy mục mà sức khỏe coi nó nói cái gì về sức khỏe thì chúng ta làm ha. Mình muốn làm về cái kịch bản về sức khỏe như này. Đột tử là 7 bài tập giảm đau mỏi vai gáy tại nhà. Nói chung là bạn tìm trên nhiều báo ha. Sau đó này báo sức khỏe đời sống đi. Rồi sức khỏe đời sống ở đây thì các bạn vô một gọi là y tế phòng khỏe đẹp không sợ Covid là cách sống mới nè, là để giảm cân hiệu quả nè, đó thấy không, ví dụ như mấy cái bài đó. Rồi mình copy cái link này. Chưa nha, mình phải vô mình cấu hình bảy nguồn nguồn tin tức này, vô nguồn tin tức thêm mới link chi tiết và link nguồn đó, rồi sau đó chúng ta cập nhật rồi hoạt động ha. Rồi sau đó mình sẽ quay lại là có nguồn tin tức rồi yeah. Rồi sau đó mình sẽ tải cái phần tool này xuống. Rồi sau khi tải tải tool này xuống rồi xong mới cấu hình ở bên dưới. Bây giờ trước khi vậy mình muốn làm một cái bài tin thủ công đi thì mình thêm mới vô này. Rồi mình để vô là chín mẹo thôi. Thế đây làm thế nào để giảm cân hiệu quả này. Copy vô. Rồi sức khỏe đời sống này. Chút từ trái cây. Không ăn vặt. Ngủ nhiều hơn nữa không?
thể dục thường xuyên nữa nè, ăn uống lành mạnh nè, chung đủ thứ chúng ta phải xử lý và sửa đổi ha. Buổi sáng cân bằng, rồi giờ tới phần hình ảnh á, mình sẽ copy nè, đi trên xuống không có được mấy tấm nè, một lấy cái tấm này đi, à, copy lên email, mình sẽ bỏ vô đây, đó đuôi đét, bỏ vô đó tự động nó ghét đinh qua ha, rồi lên xuống, copy lên. Rồi tấm ảnh này nữa, copy link bỏ vô, copy link bỏ vô. Rồi đây mình có thể chọn một cái tấm ảnh chủ lực, nghĩa là một tấm ảnh để làm ảnh thumbnail, chọn tấm này. Rồi đây chúng ta bỏ đây nè, thumbnail YouTube. Rồi copy trên này xuống. Rồi khi mà các bạn làm xong á thì nguồn á, nguồn là ở đâu thì các bạn nhớ ghi nha, còn nếu bạn tự viết thì chúng ta ghi nguồn là của các bạn, còn nếu mà nguồn từ báo Sức Khỏe Đời Sống .vn thì chúng ta sẽ ghi nguồn, được chưa, để người ta biết cái nguồn nó nguồn chính thống, đó là tin tức này nọ hay là tin tức không chuẩn, thấy không? Có thể tag thì chúng ta bỏ vô, tác thì mình tôi xử lý cái này, lấy đường link ha, để lưu lại thôi không gì hết á ha. Rồi sau khi xong bạn sẽ xuất bản. Rồi và xong khâu này là mình sẽ phải xuống cái khâu bên dưới là khâu desktop của bạn nè, ở khu phần tool nó chưa tải xong, bốn mấy mười nó tải lâu. Ngay trên truyền mạng nó wifi này bị yếu, ngay tốc độ 5G luôn mà, tốc độ 5G mà có bốn mấy kilobyte à, thì cái tình chứ. Chắc tùy do hay là do cái server này bạn, do cái server này. Rồi ở đây cũng như là phần mình cấu hình ở trên cái giao diện web đi ha, rồi còn cái cấu hình ở bên dưới thì sau khi tải xong thì mình sẽ làm clip, một cái clip tiếp theo để hướng dẫn làm sao để chúng ta tạo ra được một cái bản tin về sức khỏe và nó có sub ở trên cái ảnh đó. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa nè, ví dụ mình có như đây ảnh chưa đủ đúng không đó, thì các bạn cũng có thể kiếm thêm ảnh. Nào, qua đây nè, bạn ra nè. Rồi, thích vô email. Đó, rất là nhiều nè. Chúng ta thêm vô cũng được. Đó, bạn copy. Copy link nè. Copy link. Rồi mở ra thử ra tính mạnh không? Không, cái này là link web rồi ha. Copy mail hả bạn? Copy mail nha. Rồi đúng rồi, đưa JPEG thì mới đúng. Rồi, các bạn cũng có thể bỏ vô thêm, bỏ đây thêm nó cho nó nhiều rồi. Rồi đúng không? Rồi đúng rồi đó, bỏ vô thêm hả. Nếu mà dữ liệu ảnh ít quá thì mình lên đây mình tìm thêm, mà mình vẫn bám theo cái từ khóa đó, copy email
Rồi, bét chưa? Không, nè, các bạn để ý nha. Khi mà không có file do jpeg thì chúng ta không lấy nha. Cái link này không phải, cái này link của blog thì... Đó, nhớ kiểm tra trước khi mình đưa vào cái đó. Này, dùng cái hình này đi. Copy mail, test cho anh coi. Không, cái này là mấy ảnh nhỏ không à. Các bạn tìm mà cũng phải chỉ khó lập chút xíu. Rồi, cái này rất đúng nè. Đó, ta bỏ vô xuất bản. Đó, như vậy là chúng ta xong cái phần cấu hình ở ở trên ha. Rồi, ok. Mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Và clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cấu hình ở bên dưới. Có nghĩa là cấu hình của cái phần đăng tải đây nè. Phải cấu hình trong đây nữa thì bắt đầu nó mới chạy. Và phải nhiều thao tác nữa thì bắt đầu nó mới tạo ra được một cái bản tin về sức khỏe cho cái kênh YouTube của mình ha. Đấy. Rồi, mình kết thúc clip đây.